bộ ngoại giao nga cho rằng hoa kỳ chính là bên dẫn tới sự đổ vỡ của hiệp ước đồng thời nhấn mạnh đây là sai lầm nghiêm trọng moscow cũng kêu gọi washington tạm hoãn việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung sau khi rút khỏi inf trung quốc cũng phản đối mạnh mẽ quyết định của hoa kỳ và kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hậu quả của vấn đề này bộ ngoại giao trung quốc kêu gọi washington không có động thái gây phương hại lợi ích an ninh của các nước khác ở chiều ngược lại nato cùng một số nước châu âu cho rằng nga mới là bên chịu trách nhiệm chính cho sự đổ vỡ của inf dù khẳng định không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới cũng như không có ý định triển khai các loại tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất mới tại châu âu trong khi đó cùng ngày bộ quốc phòng hoa kỳ thông báo sẽ thúc đẩy phát triển hệ thống tên lửa hành trình và đạn đạo mới nhằm đáp trả động thái của nga ngoài ra washington cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để triển khai chiến lược quốc phòng của mình